Xin chào quý vị khán giả thân mến, đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh của cháu Hùng nha. Và ở đây là quê của cháu Hùng, hôm qua thì không xuống được, hôm nay cháu mới xuống đến đây. Và như các bác cũng nhìn thấy là ở đây giờ là thành một biển trời mênh mông luôn rồi. Ở đây là ở Xín Cái, Mèo Vạc, Hà Giang nha các bác nha. Đây là thôn Tù Luồng nha. Đây là cái quê gốc của cháu Hùng. Và hôm nay thì cháu vào đây để xem nào những cái ruộng nương các thứ xem có bị ngập không. Đó, nhưng mà trước mắt trong đây thì như các bác thấy là hầu như là cũng dâng rất là cao luôn. Tuy nhiên hôm nay thì nước cũng có rút được nửa, nhưng mà ở đây thì ở dưới là có cái đập, nhưng ở đây vẫn chưa thể nào mà nước chưa rút được các bác. Đấy, như các bác thấy là ở đây là mọi người cũng di rời đồ đạc hết rồi này. Nhưng mà sao anh ơi, sao sách xuống được đi anh? Xuống được bao đấy? Tôi hiểu nước cuốn từ Trung Quốc này đấy. Từ Trung Quốc vậy? Mang mà đến màu không? Quả này con quả táo vàng. Táo vàng. Quả này là quả táo mèo. Đúng là gặp ông anh bốc phép đây rồi. Cái là cái mình ngôi nhà. Mày được ăn được táo vàng sao mày chưa thấy? Cái này là những đồ đạc của mấy cái nhà mà bị ngập ấy các bác, nên là bây giờ mọi người cũng di chuyển không ở nữa. Bây giờ thì cháu sẽ dẫn tất cả các bác và đi cùng cháu cùng sang bên kia các bác nha. Đâu cái gì anh sang bên kia không? Anh xí ơi, sang bên kia không? Ôi mọi người chuyển hết cả phản sang bên này luôn này. Cái phản này chắc khả năng là cũng không ngủ nữa. Và đây có những cái ghế này hôm qua chắc khả năng là nước ngập rất là nhiều luôn. Như các bác thấy là ở trước mặt và xung quanh đây thì cũng ngập đến tận trên cổ luôn á. Hôm qua thì thấy các chị đấy có đăng bài lên thì thấy quá là dã man luôn. Thì hôm qua do là cái lượng mưa nó rất là lớn nên là không thể nào mà đi được. Hôm nay không đi thì cháu không chỉ mặc quần áo cọc thôi. Đây là những cái ruộng lúa mà bị thiệt hại do nước lũ gây nên này các bác. Đây đang chuẩn bị là được gặt rồi nhưng mà bị hỏng hết rồi đây. Cái này chẳng biết là còn ăn được nữa không, nhưng mà theo cháu được biết thì cái này chắc là khả năng là không dùng được nữa. Hỏng hết rồi. Bị ngập hết sạch luôn. Và bị thiệt hại nặng nề nhất là hai cái ngôi nhà ở chỗ này. Hai ngôi nhà thì hôm qua là thấy là ngập rất là sâu luôn. Chẳng biết là cái đoạn này có đi được không, nước rất là chảy rất là xiết đi các bác. Ui ui, nước còn chảy rất là xiết nha các bác nha. Ui trời ơi, ui tía còn ngã. Ở đầu trên kia là cái ngôi nhà của cháu Hùng, và may mắn là nhà của cháu Hùng ở trên cao lại không bị làm sao. Chỉ có mấy ngôi nhà mà ở ráp ráp xong này mới bị thôi này. Hôm qua cái thửa này thì nó còn lên đến tận cái thửa trên này luôn này các bác nhìn thấy đấy. Ôi dồi ôi, tức là cái thửa ruộng này bây giờ hiện tại không phải là thửa ruộng nữa mà là một cái bãi cát để mà nước sông nước suối dấn cát vào rồi, chứ không phải là cái ruộng nữa. Đây các bác nhìn thấy là ở chỗ này còn có cái đây lúa đây này. Đó cũng bị ngập hết sạch luôn. Thế này thì không có gì thay đổi thì khoảng 2 tháng nữa là bắt đầu được gặt rồi đấy, nhưng mà do cái lượng mưa nó kéo dài quá là lâu nên là ôi trời ơi, quá dã man rồi các bác, sâu dã man luôn ạ. Đây ngập hết ở gần dân đây. Đấy, tác hại của cái việc báo ra ghi đó. Đây còn có cả những cái cây xoài này, cây ổi này, cây mía này, và rất là nhiều đồ đạc của bà con ở đây, của mọi người ở đây. Đấy, như bên này thì ngập rất là cao luôn. Cái này hôm qua chắc là cũng do nước chảy xiết quá nên là cũng đẩy sang bên kia luôn này. Ôi dồi ôi, nhà này dọn hết cả đồ đạc, cả tủ lạnh các thứ này. Tức là trong nhà là có bán ít hàng tạp hóa là cũng cho đến đây hết luôn. Trời ơi, hôm qua là ngập lên hẳn trên kia luôn. Quá là dã man luôn. Ôi dồi ôi, rất là sâu luôn, như một cái ao cá luôn này. Xem cái nhà này có cái gì đâu. Ôi, nhà của thầy giáo là bị dọn hết sạch luôn này. Không còn một cái gì nữa các bác. Chắc là cũng được anh em giúp nhau dọn hết rồi.
Đâu rồi? Đâu rồi? Ui. Hát lên mà ta mới cưng thì đó. Nhưng mà biển đấy, biển như thế nào? Đấy, con giá đi. Lên những người, ui. Ôi dồi ôi, cái nhà ngập sâu thế này. Nhưng mà đồ đạc dọn hết chưa? Dọn hết rồi. Ôi, cái những cái tài sản của mọi người là cũng bị nước ngập hết sạch luôn. Như các bác cũng thấy là hiện tại thì chúng đang đi với cái nước ngập sâu đến tận đầu gối cơ mà. Hôm qua nước đến đến cổ. Đây đúng không? Cái vết này đúng không? Ui. Cái vết này phải 1m8. 1m7. Dâng cao hẳn 1m7 luôn mà. Toàn là bùn với đầm này luôn này. Trời ơi. Quá dã man luôn. Như đây có một con xe. Là chắc là con xe của mấy anh em ở trên núi trên kia cơ. Ui. Đây này, ngập hết sạch luôn. Cái con này thì bây giờ chắc khả năng là cũng không dùng được. Lên nhóc lên đi nó để hắn luôn à. Ôi dồi ôi. Cái con xe này bị ngập hết sạch luôn này. Đó. Con này thì chắc bây giờ là cũng không cần đi sửa nữa, hỏng luôn rồi. Cái gì đây? Cục tiền hay cục gì đây? Ôi hẳn một cục tiền lên. Chắc là nốt hôm nay nữa là nếu mà trời không mưa thì chắc khả năng là đến chiều nay nước cũng rút một phần ấy. Nhưng mà thấy dự báo thời tiết vẫn còn là mưa, lượng mưa rất là lớn luôn. Đó. Hát lần này các mình tốt được liều hát lên không? Bà ta phục cơ đi. Bà phục cơ đi. Quá là dám man luôn. Ủa. Thế hầu chắc là vãi rồi hầu này. Nâng để cứu mấy đẻ hôn này. Chắc là không được ăn rồi. Thế ông chú mình là dọn đồ không ở nữa. Bây giờ là quyết tâm không ở nữa. Bị lần này lần thứ ba là không ở nữa. Sao mò? Túm này đều luôn. Chào bà chủ nhá. Sao tóc vàng ché này? Chắc tới đây không mưa đấy, chắc khả năng nước xuống đấy, nhưng mà theo dự báo thì vẫn còn mưa rất là lớn nên là cũng chưa biết được. Có gì hả? Sáng bất gì? Đi giặt chân rồi này á. Giờ này con đâm. Nhưng mà hắn nên làm tàu quốc là tàu ông mệt với ba? Hôm nay không bị lọt. Tàu huyền biên sao? Biên à. Tức huyền, tức huyền chứ mà. Cũng chưa tàu thôi. Đến bên nên bán đi rồi. Bán không, ta có thể đi mà đi à, đi này. Thế biết, nghe tàu mà nhá. Biết là mình ở đây bị ngập suốt nên là ban đêm là không thèm ngủ được. Ngồi trực. Ngồi trực, trực nước. Như cái đây là cái chuồng bò ấy cũng bị ngập hết sạch luôn này. Bị hỏng hết luôn. Chẳng biết là có hỏng hay không nhưng mà chắc là khoảng 50-50 gì đó. Nước là đổi hướng rồi đấy. Con suối đổi hướng. Hồi xưa là đi thẳng mà bây giờ là bây giờ đổi hướng sang đây luôn này. Cứ này mà ngồi à. Lấy bẻ lấy một cây nào. Mía này. Ôi cái này không được, rất là hỏng rồi. Tức là lúc ngọc kia là phải táo hỏa lắm. Nói chung là mọi người phải làm hết tất cả mọi thứ để mà chạy thoát đấy. Thoát thân đấy các bác. Rồi, nhìn anh nhìn phát cũng bằng nó. Số kỳ ngon mà phát cũng phát với các này, các phát các ứng lên đây. Không có nó, 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 không có
Chính ra ở dưới này là vùng thấp, mấy có nước ý, ở trên vùng trên vùng nhiều đá kia là có bị làm sao đâu. Chỉ có gió thổi. Đâu rồi? Cắt được vứt đâu hết rồi. Ơ. À. Đùa. Vừa cắt cũng tìm ra được một tay dùng đây. Ơ đấy rồi nhỉ. Vừa chạy khúc nhiều đấy mà. Lâm một cưới nhỉ. Đấy bây giờ là chặt mía về ăn một mình ấy. Ăn thế đau bụng lắm. Kìa ở dưới kia sao ấy. Thế chả khác gì nuôi cá ở đây. Cháo, vui không á? Luffy à? Nhiều cá lắm luôn đấy. Đây là cái màn về căn cá ở đây cũng được. Hồ tây không? Hồ tây ngắm sổ thầu. Hồng hết rồi à ngôi. Hồng hết rồi, không biết lo bà. Ăn mà. Không, 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 mình bảo mấy tầng thì nó sao, tầm xa nào. Thế lâm đứng kia là cho mấy mét đấy, cho đứng kia nào. Đứng xuống mấy mét đấy. Cao bằng người luôn, hôm qua ngập ấy. Ờ, cao bằng người luôn nè. Đây là một mét mấy, cho một mét mấy. Thật à, đúng mức. Ờ, nó phải lên được mất 65. Có biết tăng máy điện thoại, tăng máy tính. Hỏng hết. À, thế là ông chú là bị cả máy tính với lại cả điện thoại các thứ là hỏng hết. Chủ quan. Mẹ ông chú còn đi uống rượu hay nhá. Đi uống rượu à? Ừ. Không đi uống rượu nữa, khi còn ngủ em gặp chơi được cả người. Ờ. Hôm nay còn đang đi ăn cưới làm văn. Hôm nay uống rượu say. À đi hôm nay đi cưới đúng không? Ừ. Thế là hôm nay đi cưới về may mắn là lúc về còn có nhà bên cạnh gọi chứ không gọi là bị trôi luôn cả người chứ không đùa đâu. Rồi giờ thì chúng sẽ với tất cả dẫn các bác đi sang bên này xem sao. Bên này thì khả năng là nó sẽ sâu hơn. Ôi, đây thanh niên đây rồi. Một tí thì mua ạ. Có cá không? Có à, thế để anh đuổi nữa. Ôi, đây còn có cá. Có cả cái tủ lạnh này, cái tủ lạnh này chắc là khả năng là không dùng được rồi. Một chỉ mua. Ôi, nhiều cá không? Nhưng sâu quá trời ơi. Tao đâu? Đâu có cá không? Đấy, khi mà nước lũ lên thì là anh em ở đây thì là đi vớt cá. Đâu? Mua gì mua? Chiến lô, cá to quá. Thầy lạnh không? Hả? Có lạnh không? Lạnh à? Thế thì giờ sáng giờ bắt được nhiều rồi thế nào? Được nhiều phết rồi nhỉ? Thế thì cố gắng đi, còn nữa. Tiếp tục. Rồi, cái máng ở trên này thôi. Ok, anh kia chờ bè biết thế. Đây, một con đi mi. Con nha. Ô, lĩa chỉ là nhìn đến lĩa ta ô. Nó to. Rồi bây giờ chúng sẽ theo mấy anh em đi vớt cá nào. Mất từ lâu. Tôi vói hả? Chúa vắt chê. Cái nhà này ngập hết còn vắt chê. Ô, cứ chê là mò vò. Không qua cái nhà này lên tận trên này luôn mà. Rồi, ngập cao chưa? Phải ngập là dã man luôn các bác. Ô, chế lo. Tự tiện. Cá to đấy, có cá to đấy. Thấy được nhiều chưa? Xuống ăn tao. Ôi, được mấy con rồi, được khá là nhiều đấy. Tao chỉ kia tao. Thiệt kìa. Thiệt kìa. Ô, kia tao. Một chút nữa. Chỉ bỏ vào một tối đi, tối đi phim mua. Ủa mua. Một tối là mê một sắp tối phim mua đó. Sắp một tối thì mua chuyện đâu ấy. Đi sang bên kia nào, bên kia có nhiều đấy. Đấy. Rán nhỉ? Con Lâm đang rán đấy. Lâm tìm được mía à?
Nó đâu? Ôi, nó chết đi mà bây giờ cái xe này hỏng rồi. Từ từ lúc này. Thế rồi nó đi lìa, nó đi lìa rồi. Cái xe này hỏng luôn rồi, xe này không tính nữa rồi. Xe này là bây giờ chỉ có vứt thôi, đi sửa lại thôi. Nhưng mà sửa cái con xe này thà đi mua con mới các bác. Bây giờ tiền sửa còn nhiều hơn cả cái tiền mình như ấy thì mình sao mà chỉ còn vóc con ngán lên luôn. May mà nhà này hôm qua cái bàn thờ còn ở cao ấy, nhảy không là ngập luôn cả cái bàn thờ luôn đấy. Quá dám ăn luôn. Khổ thế đấy. Ở gần sông gần suối chả có gì là sướng các bác. Cứ đến mùa lũ cái là bắt đầu là hầu như là lại thiệt hại rất là nhiều thứ. Tôi lấy biết à Lưu? Nhà phi không? Ngã, đỏ. Giờ đi xem mấy anh em cắt cá các bác. Bên kia chắc là cũng có cá đấy. Đây còn có những cái ổi nữa này. Ổi này thì chắc hết quả. Ủa, nước xiết quá các bác ơi. Uầy, chào ơi. Đây, có cả đất các thứ này ở đây hết luôn này. Đó, đất rất mềm luôn. Đất rất là nhiều. Giờ xem mấy anh em bên này là đi bắt cá. Bởi vì là may quá khi mà xuống đến đây thì những cái thửa ruộng ở đây trên kia là của nhà cháu Hùng, không bị làm sao cả các bác. Nếu mà có bị làm sao năm nay chắc chắn là không có gạo ăn rồi. Hôm nay thì ở bên Lũng Thà thì mọi người vẫn nghiền bột các thứ, thì chúng sẽ không đi vào đấy để quay nữa, mà vẫn mua thức ăn cho mọi người. Vẫn có sổ sách đàng hoàng, không là gì. Bây giờ mai cháu xem mọi người như nào thì cháu sẽ sang đấy xem mọi người đổ thì bắt đầu là cùng nhau đổ. Đây những cái dây điện mà cái điện nước nha, cái dây điện nước này, dây điện nước bắt từ trên kia xuống này. Ôi ôi, có ổi không? Có quả ổi không? Ôi đây ổi này. Wow, hai quả to thế. Ôi ôi, đây ổi này nó ổi trên cội trên cây luôn nha. Khá là ngon các bạn. Mùa này mà vào trong xóm mà được ổi ăn thì có thể vời luôn à. Ngon quá. Thôi ăn nào ăn đi. Nào ăn đi. Thêm mất rồi. Có vẻ nghe ở đây là cũng vui đấy. Ôi cái nhà này bị sập hết rồi này, anh mình này. Ông đang xuống mà. Ôi. Đúng rồi. Vừa mới hái, vừa mới gây cái xuống. Đúng rồi. Cái nhà là cái này là cái bếp mà. Nhưng mà may quá. Cái ngôi nhà này cũng là lâu rồi không ai ở ấy. Giờ cũng bị nứt ngập hết. Nhìn 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 cá ô con to mà to bé to mù to mà mày biết à thấy nhá mau bình tĩnh rồi. Đây được tầm nửa lạng ấy nhỉ, hai lạng ba lạng ấy. Đây có con nào to toàn cá rô phi thôi mà cá này là chiên giòn lên mới đỉnh này. Đây tất cả đây cá này đấy. Ôi dồi, mốt cho họ cắt rồi mà. Đuổi. Cháy chết ạ. Ôi. Rồi, tôi nhanh, cá. Một cân rồi. Một cân à, được có một cân thôi à? Nhiều đấy. Văn Toàn hôm nay đi Ôi, Văn Toàn số 9 à, hôm nay đi đi thả lưới à? Hả? Ôi, ô, mấy con to đấy, mấy con.
tôi cho đi không đi không đi không đi không đi một tao đây ạ. Đây tôi chết nhỉ. Hôm nay Văn Toàn là đi đi thả lưới. quay cái tuần đi kia nè. Để ôi thì còn tuần đi tôi chỉ trong đùa. Ôi lún này đất xếp bên nhà anh mình không ở, may quá không ở, ở là không ở hôm qua là cũng ngập hết sạch luôn này. Bây giờ xem hai cầu thủ bên này em nào, hai cầu thủ bên này em được nhiều không? Tôi đi nữa. Tôi cái hông như mà. Ôi, đủ lo, được một con to rồi. Ôi, con gì ơi. Lớn như hả? Đi đâu anh? Được chưa? Thì quay lại cho em đi cùng ấy. Một bộ được. À có tấn nữa. Chúng tôi á. Muốn mấy chị lo chị lo. Lo đi chả. Chị lo rồi. Được rồi. Giờ là anh đi về luôn cho em đi cùng ấy. Nhưng mà đi xa này thì chịu. Lớn quá. Nè sâu kì luôn. Sâu quá. Nói chung là nước càng lúc càng rút rồi sao ấy. Thấy cái lượng nước không còn nhiều nữa. Còn đằng sau thì còn mấy thửa ruộng này cũng bị lấp vùi hết sạch luôn này. Đó, mấy thửa ruộng này là một năm được khoảng 3-3 đấy các bạn, 3-3 thóc ấy, nhưng mà bị vùi lấp như này thì giờ không còn tính nữa. Ôi, sâu đấy. Thì tôi tất đi đàn đấy ạ. Con đi múa. Ô, hay nhở, bè đi qua đây luôn. Khi mà mùa lũ tới thì mọi người phải hy sinh một cái màn để đi vớt cá các bác. Nếu không có cái màn thì không thể nào mà tìm được cá ăn. Phải bắt buộc phải hy sinh. Anh mấy anh em kia làm gì căng này. Ô, vô ô chú lo ra đi ô. Ôi, dần thế nào không lớn sợ. Thôi đi đi trên này hồ lắm đi hồ tím kìa. Đi hồ tím đi. Nhớ thưa. Kìa tím kìa, đi hồ tím nhắc cái tủ ấy. Chuyển cái đồ đi. Đi nhanh lên. Đi hồi nhắc cái sâu quá. Nó còn chảy xiết nữa cơ. Đúng không? Có nặng lắm không? Ô! Rớt một chút. Đấy mấy trẻ con nhỉ? Ôi dồi ôi. Tắm nữa cơ. Nước trôi mạnh quá phải tắm à? Nam đi hồ đi Nam ơi. Nam đi hồ đi nhanh lên. Đi hồ kia. Ôi
đi ơi, Nam đi, Nam đi rồi, đi rồi, đi rồi, Nam đi rồi anh ơi. Tán em, Nam tán đi. Nam xin lỗi mày à. Nặng lắm à? Nặng lắm rồi. Nặng lắm rồi á? Nặng lắm thì nhắc lên thôi. Nam đi giúp một tay đi, bê vào giúp một tay nhanh lên. Cứ mèo nữa lại. Tà mắt của tay rốt đó. Úi trời ơi, bên này. Tà, phục vua, ăn đi. Ăn đi. Hai tay nha, bè đi. Dọn đồ sau cơn bão. Chúng ta chẳng còn gì để mất nữa rồi. Ôi, nè, 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 nè. Không chịu khăn nè, sen. Tắm khăn nè, tắm tay hên cái nè. Cứ cả má lại tính nặng thì mình phải bay. Ờ, hai tay ở dưới đây, 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 thế đúng rồi. Cái này mà mai mốt mà trời nắng thì xem vớt. Ôi, liều hoa làm sao ấy? Chứ này mới hổ đi nào. Làm hổ đi nào. Thằng già này sao yếu thế nhờ? Đấy, 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 là đi như thế rồi. Lâm hồi đi Lâm ơi. Đó, đi. Ôi, có cá này, có cá này. Chơi có cá này. Thả ngay đây luôn, cho dưới kia lại bác lên tiếp. Ở đây, 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 lại đủ rồi. Đấy, bê thế luôn. Đi tắm với trẻ con nha. Với trẻ con đang tắm nha. Trôi đây xuống thôi. Đi vào đây. Đi đây còn đi ăn mía, ăn trộm mía của người ta nữa, mất dạy thật đấy. Nam cho à? Nam đi, Nam lấy mía. Hả? Lấy mía đâu? Lấy mía đâu? Lấy mía đâu? Cái mía này. Ơ, này không. Ơ, ổi đây rồi. Ổi là thằng con Lâm. Làm thế. Ồ, ồ, ồ. Thế đi chặt của người ta trên kia về ăn đúng không? Đó anh mình rồi. Ôi cái này chết phết đấy. Cái này mà một đứa trẻ con này khả năng là trôi được đấy, không đơn giản đâu. Không đường. Trôi bị căng căng luôn. Trôi nữa là nói gì trẻ con. Cái cây cầu này may quá, quỳnh người để cả cái củi ở ngay góc kia còn không bị làm sao ấy. Em mình đi xem nhà à? Rồi. Giờ thì cho các bác đi vào xem cái nhà mà anh trai này hồi xưa. Tức là hồi xưa ở ngay trước cửa đấy là một cái bãi ruộng rất là nhiều. Và sau đó là được làm thủy điện, được nhà nước, được bên thủy điện đền bù là mà anh em là chạy hết. Nhà còn ở được không anh? Hả? Nhà còn ở được không? Nhà không được. Ở không được á? Được rồi. Tưởng là ở được chứ. Không mở cửa xem có chìa khóa hay chìa khóa rơi rồi. Chìa khóa hỏng hết á. Thế này là hồi xưa là làm bằng cáp. Cái cáp mà hiện tại mà mọi người đang nhìn thấy này là cũng ở được lau phết nhỉ. Này cũng gọi là chắc đấy. Hồi xưa làm bằng cáp này nhỉ, đúng không? Hồi xưa là phải làm bằng cáp này không? Hồi xưa tự đóng tự làm ấy nhỉ. Bây giờ nó bị thành như kiểu dạng đất hết rồi. Không phải cát nữa.
Phải bột đá nữa cái đất rồi. Ui ôi. Thôi đạp xuống đi anh em. Anh để thế làm gì? Tàn hoang hết rồi. Bao nhiêu lấp hết cả cỏ bò kia đấy rồi. Cỏ bò á? Cỏ bò trong đây xuống tận dưới kia luôn à? Cái này cái gì đấy? Dâu, dâu đâu mà dâu? Làm gì phải cái dâu? Đây, cỏ bò ấy. Cỏ bò như tận tít ngoài kia mà vẫn bị ngập hết này. Đây là cây chuối. Chuối anh trồng à? Chuối tiêu đúng không? Chuối này hơi bị đỉnh luôn đấy, nhưng mà bị ngập hết rồi. Chắc khả năng là theo 50/50 thì cái không phải dâu đâu. Phải không? Cây sữa đỏ mà. Cây sữa đỏ này trồng ở đâu là nó có giống mà. À, nhưng mà nó là cây chưa trồng. Cây sữa đỏ. À. Ngày xưa là được xã họ lấy về cho trồng mà. Cái nhà của anh này nếu mà ngập là 3 lần nữa chắc là khả năng đổ anh mình ạ. Ừ. Cái cột này nó có tắc nữa bây giờ. Nhà bên kia là chuyển hết đồ à? Chuyển hết rồi. Chú biết không ở nữa rồi. Ừ. Máy tính, tivi hỏng hết rồi. Điện thoại hỏng hết rồi. Thế bây giờ chuyển đồ là cũng chuyển đồ của chú biết lên trên nhà trên ở. Nhà không ở nữa. Ông sắp nghỉ hưu ông không ở nữa. Do làm phải báo gì vì gia ghi này cũng làm thiệt hại quá là nhiều tài sản của bà con ở đây, nhất là lúa mùa màng các thứ bị hỏng hết rồi. Như các bác cũng biết là nhờ cái chỗ mà bị dính hết này là của một nhà của một người chú đấy thì nếu mà làm để mà một năm ăn thì chắc khả năng là cũng không hết được ấy, rất là nhiều luôn. Đây là những cái đồ đạc mà để chuẩn bị dọn lên trên kia. Đây có hai cái tấm, cái này là gỗ nghiến hay sao ấy, đúng rồi, nghiến đấy, nghiến xịn luôn này. Hai cái mái treo này thì, tôi cái mái treo là cũng cái mái, ô cái mái treo là cũng nghiến à? Ai treo? Cái mái treo này là cái để làm thôi. Cái này, ui, cái này gỗ gì ấy? Nghiến đấy, nghiến. Cái này, cái thuyền thôi, cái này anh không mua được. Mua cái này của ai? Cái này của ai? Nặng lắm đây này. À. Nghiến mà. Nghiến không? Phải nghiến không? Phải. Ô nhưng mà cái này đi trèo thì có mặt đâu mỏi tay nhỉ? Ừ. Thôi bây giờ cứ để như thế thôi à? Cái này trèo nó thuyền anh lấy rồi. Hả? Thuyền phái hả? Không, có thuyền anh lấy rồi. À cái thuyền anh đi đây à? Đây, còn đồ nhiều quyết đây. À, đây cũng có nghiến, cái này để làm ghế ngồi đúng không? Quyết này. Cái này là lắp vào cái này. Này chắc là nó chủ đâu cũng. Bạn đi. Ồ, cái nào mày xem mẹ chả quốc à, quốc đại à nó. Có, cái này. Cái này lắp vào để ngồi đây. Ờ, chỗ đó. Không có mày diễn như nào. Đây, cái này gồm nhé này. Ừ. Được. Bây giờ tìm nó thấy nữa. Được đâu. Rồi, giờ thì chắc là cháu cũng xin phép kết thúc video cho ông tại đây rồi. Hẹn tất cả các bác và quý khán giả. Video tiếp theo trên kênh của cháu Hùng nha. Giờ thì cháu sẽ tiếp tục lên trên kia để ủng hộ mấy cái gia đình mà bị sạt lở như kia các bác.